khi yêu, ai chẳng muốn được mặc áo cô dâu, sánh vai bên người nam nhi của cuộc đời bước vào lễ đường làm đám cưới. Ước mơ về một mái ấm hạnh phúc chắc hẳn luôn cháy bỏng trong tim những cô gái đang yêu. Ấy vậy nhưng có những lý do khiến họ mãi mãi chẳng biết chuyện kết duyên là gì, mặc giấy cưới ra sao. Đó có lẽ là nỗi cực khổ cùng cực mà nhiều cô gái phải trải qua. Tuy nhiên, khi lâm vào trường hợp đó, một chàng trai đã đưa ra sự lựa chọn khiến nhiều người xúc động. Mới đây, chàng trai tên Su Sinan, 35 tuổi, sinh sống và làm việc tại Trung Quốc đã tổ chức lễ kết duyên với gamer thủ gái lâu năm. Điều đáng nói, cô dâu đã qua đời sau hơn 5 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. Khi gamer thủ gái còn sống, anh không thực hiện được mong muốn của cô nên quyết định tổ chức lễ kết duyên ngay khi cô đã qua đời. Cô dâu trong đám cưới là Giang. Lễ cưới khác biệt diễn ra vào sáng sủa thứ bảy tuần trước tại một nhà tang lễ ở miền đông Trung Quốc. Gia đình hai bên và các bằng hữu của cặp hoàng hậu chồng đã đến chứng kiến buổi lễ. Trong đám tang và cũng là ngày cưới của chính mình, Giang mặc giấy cô dâu, nằm giữa 169 bó hoa hồng được xếp xung quanh. Su mặc vest chú rể, đứng bên cạnh quan tài hoàng hậu và đọc lời thề kết duyên. Giờ ơi, đừng thấp thỏm nhé. Đối với anh phần còn lại của cuộc đời này thật sự quá cực khổ nhưng anh sẽ không từ bỏ nó đâu, anh Su nói với người hoàng hậu yêu của mình. Đứng trước gia đình và bằng hữu Giang, Su nói trong nước mắt, mặc dù đám cưới muộn màng nhưng nó được thực hiện đúng với giấc mơ của cô ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là thực hiện được mong muốn và để cô ấy được mặc chiếc giấy cưới đẹp nhất. Su đứng bên cạnh hoàng hậu mình. Câu chuyện này đã khiến nhiều người bật khóc vì xúc động. Họ thương cho cặp đôi quá bất hạnh, từng sẵn sàng đám cưới đến tận hai lên nhưng chẳng thể hiện thực hóa được ước mơ làm cô dâu, chú rể. Giang qua đời vào ngày 14 tháng 10 ở tuổi 34 sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Su đã ở bên cạnh hoàng hậu trong suốt 7 ngày sau khi cô mất theo phong tục dân dã Trung Quốc. Đó là cách thể hiện sự tôn trọng người ra đi. Anh Su chia sẻ, vợ tôi từng nói rằng không ai được phép khóc khi cô ấy mất. Tôi đã kìm nén những giọt nước mắt của mình vào hôm đó nhưng khi cô ấy được đưa đi hỏa táng, tôi không thể ngăn được nó nữa. Su trong tang lễ của hoàng hậu. Su và Giang là gamer thủ cùng trường đại học. Họ quen qua mạng và mở màn yêu nhau vào tháng 8 năm 2007. Cặp đôi đã đăng ký kết duyên vào tháng 8 năm 2013. Khi đang sẵn sàng chơi đám cưới thì Giang được chẩn đoán bận rộn bệnh ung thư vú. Cô đã trải qua phẫu thuật và nhiều đợt hóa trị. Dù cực khổ nhưng Giang luôn mỉm cười. Cô cũng khắc ghi quá trình điều trị rồi đăng lên mạng thôn hội với hy vọng truyền cảm hứng cho các bệnh nhân khác. Năm 2017, tình trạng bệnh của cô được cải thiện, cặp đôi lại dành dụng tiền để mua căn hộ và sẵn sàng đám cưới. Thật không may, căn bệnh ung thư lại quay về và đám cưới không thể diễn ra. Cặp nhiều lúc còn hạnh phúc bên nhau. Su đã đưa hoàng hậu đi khắp các bệnh viện để tìm cơ hội cứu vãn chữa. Nhưng đến tháng 5 năm nay, sức khỏe của Giang chuyển biến xấu. Cô bị một loạt các biến chứng và phải nằm liệt giường từ tháng 7 sau khi bị gãy xương nghiêm trọng do hắt hơi. Su chia sẻ thêm rằng, sau khi hoàng hậu qua đời, anh phát hiện cô đã chọn một chiếc giấy cưới và cho vào giỏ hàng. Thấy vậy, anh tự hứa rằng sẽ mua cho hoàng hậu chiếc giấy cưới đẹp nhất. Su đến một tiệm giấy cưới để tìm mua, chủ tiệm đã cực kỳ xúc động và cho phép anh được chọn bất cứ cái giấy nào, chỉ phải trả một khoản hơn 3.000 đồng. Đúng là một câu chuyện tình cảm động. Họ đã có một tình yêu tuyệt đẹp cho đến khi cô gái nhắm mắt, xuôi tay. Theo Daily Mail.